Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức Sống Việt. Thưa quý vị, thế kỷ 21 với phong cách sống công nghiệp đang dần hình thành ở mỗi gia đình, mỗi cá nhân, mang lại cho con người không ít những điều thuận tiện. Tuy nhiên, có một căn bệnh gắn liền với cuộc sống công nghiệp này được rất nhiều những chuyên gia nhận định sẽ trở thành đại dịch trong thế kỷ 21, đó chính là căn bệnh tiểu đường. Tổ chức Tiểu đường Quốc tế cũng ước tính căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 4,6 triệu lượt người và tiêu tốn 465 tỷ đô la mỗi năm cho việc điều trị bệnh đái tháo đường. Cũng theo tổ chức này cho hay, số lượng các ca bệnh đái tháo đường đang gây sửng sốt cho toàn thế giới khi cứ mỗi một giây lại có một người chết vì căn bệnh này. Con số trên được công bố tại Hội nghị châu Âu của tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Vậy bệnh đái tháo đường là loại bệnh như thế nào? Nguyên nhân và cách điều trị của nó là gì? Thời lượng của chương trình Sức Sống Việt ngày hôm nay hy vọng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những cái nhìn tổng quát về vấn đề này, giúp quý vị và các bạn có những kiến thức thực sự bổ ích cho mình và người thân. Bệnh đái tháo đường được định nghĩa là một nhóm các bệnh chuyển hóa được đặc trưng bởi tăng đường máu mãn tính do hậu quả của sự thiếu hụt hoặc giảm hoạt động của insulin hoặc cả hai trong cơ thể người bệnh. Triệu chứng thường gặp của bệnh là uống nhiều, tiểu nhiều, luôn có cảm giác đói, người mệt mỏi, mờ mắt, sụt cân. Đái tháo đường là một căn bệnh mãn tính, phổ biến, dễ mắc phải và điều trị tốn kém. Nó ảnh hưởng đến hàng triệu người, cả nam lẫn nữ, ở mọi lứa tuổi và mọi trình độ văn hóa. Gánh nặng bệnh tật do đái tháo đường đang tăng lên trên toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi quá trình đô thị hóa đang làm thay đổi tập quán ăn uống, giảm hoạt động thể lực và tăng cân. Bệnh đái tháo đường nếu bị phát hiện muộn hoặc kiểm soát kém sẽ gây ra các biến chứng cấp và mãn tính. Với người bệnh đái tháo đường, việc kiểm soát đường huyết tốt là vô cùng quan trọng. Nếu như việc thay đổi thói quen ăn uống và luyện tập chưa kiểm soát tốt được mức đường huyết thì cần phải kết hợp với dùng thuốc. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều những loại thuốc điều trị và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Tuy nhiên, những trường hợp bị hạ đường huyết quá mức của bệnh nhân đái tháo đường cũng rất hay diễn ra. Ngoài ra, cũng có những trường hợp bệnh nhân gặp phải những tác dụng không mong muốn trên gan, thận, tim. Những sản phẩm đông y với nguồn dược liệu nhập từ nước ngoài kiểm soát kém dẫn đến khó kiểm soát được chất lượng của sản phẩm. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Sức Sống Việt. Một ngày mới lại đến rồi và Lương Giang xin chúc quý vị và các bạn có một ngày mới làm việc thật hiệu quả và nhiều may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Sức Sống Việt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nhân vật rất đặc biệt, bác sĩ Phạm Hưng Củng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền, phó chủ tịch tổng thư ký Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình Sức Sống Việt ngày hôm nay. Thưa bác sĩ Phạm Hưng Củng, bệnh đái tháo đường cũng là một căn bệnh rất là phổ biến của người dân Việt Nam. Bác sĩ có thể cho biết những nguyên nhân cũng như là những độ tuổi nào thường mắc căn bệnh này được không ạ? Theo cái thống kê gần đây thì hiện nay của chúng ta khoảng 4 triệu người bị đái tháo đường và 11 triệu người tiền đái tháo đường. Đấy. Và cái 11 triệu người tiền đái tháo đường ấy đang dần có nguy cơ tiến tới đái tháo đường. Và như vậy rõ ràng đây là một cái loại bệnh mà trong cái thời kỳ hiện đại, trong cái thời kỳ công nghiệp bùng nổ, trong cái thời kỳ mà phát triển chung thì đang là phát triển rất nhiều. Về cái chủng loại hay là phân loại của bệnh đái tháo đường thì người ta có hai loại. Một là cái đái đường type 1 và đái đường type 2. Đái đường type 1 là cái đái đường mà phụ thuộc vào insulin, nó thường gặp ở cái lứa tuổi trẻ, thiếu nhi hoặc là cái thanh niên. Còn cái loại thứ hai là đái đường type 2 là đái đường không phụ thuộc insulin. Thì cái loại đái đường này nó chủ yếu là ở người lớn và những cái từ cái tuổi trung niên trở lên. Và nguy cơ của những cái đái tháo đường ở cái type 2 này thường thường tập trung vào những cái nhóm. Thứ nhất là những người béo phì. Cái đối tượng thứ hai là đối tượng di truyền. Có những cái dòng họ, có những cái gia đình đái tháo đường nó có tính chất di truyền trong gia đình. Rồi một cái đối tượng thứ ba là những cái người thường thích ăn của ngọt, ăn nhiều, và chính ăn nhiều ấy thì nó vào làm cho dư đường thì nó cũng gây.
Và một cái nguyên nhân nữa, một cái nguy cơ nữa nhưng mà không phải là nhiều nhưng mà mình cũng phải tính đến, đấy là hiện nay ta sử dụng các cái loại chất kích thích như rượu bia rất là nhiều, rất là bừa bãi, và chính cái ấy nó cũng tạo điều kiện cho những cái người có yếu tố nguy cơ là phát triển thì mình đái tháo đường. Vừa rồi bác sĩ cũng đã đưa ra những con số thống kê cũng như là phân loại và nguyên nhân gây ra căn bệnh này. Bác sĩ có thể cho biết những phương pháp điều trị cũng như là phòng chống căn bệnh này được không ạ? Về điều trị thì bệnh đái tháo đường như tôi đã nói ở trên là nó là bệnh mãn tính không lây nhiễm, và càng ngày cái đời sống xã hội càng đi lên thì tỷ lệ mắc càng nhiều, và chính vì thế cho nên điều trị cái bệnh này không thể dùng được một phương pháp đơn thuần mà phải dùng một cách phối hợp. Cụ thể là thứ nhất, và cái này cũng cực kỳ quan trọng, đó là ta phải duy trì điều chỉnh cái chế độ ăn uống một cách phù hợp. Chính những cái ăn uống không khoa học kể về số lượng và chất lượng làm cho cơ thể của chúng ta dư thừa và nó gây ra béo phì, và chính béo phì là một trong những nguyên nhân để gây ra cái đái đường tiếp theo. Cái thứ hai là chế độ luyện tập, và cụ thể là chúng ta phải dành những cái thời gian để tập luyện thể dục thể thao tùy với từng độ tuổi, và những người ví dụ như là thanh niên thì có thể là bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, trung niên một tí nữa thì có thể là quần vợt, và người già thì tốt nhất là đi bộ. Như vậy thì nó làm cho cơ thể khí huyết lưu thông và làm cho cái tiêu hao năng lượng nó tốt, và như vậy là không có dư thừa glucid, và như vậy sẽ giảm được nguy cơ đái tháo đường hoặc là hỗ trợ cho cái công tác đái tháo đường. Một cái việc thứ ba là phải dùng thuốc. Dùng thuốc thì có hai loại là thuốc Tây và thuốc Đông y. Trong đấy kể cả là thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ dược thảo. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có một số các doanh nghiệp trong nước cũng đã sản xuất ra các sản phẩm về dược thảo có thể phòng chống và điều trị căn bệnh này. Sau đây thì xin mời bác sĩ cũng như toàn thể quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn để tiếp cận với một doanh nghiệp Việt Nam đã sản xuất ra sản phẩm để có thể phòng chống và điều trị căn bệnh này. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm X Nhân được thành lập trên khát vọng phát triển các bài thuốc quý, cây thuốc quý Việt Nam, tạo dựng các sản phẩm chất lượng tốt cho sức khỏe người Việt, phòng và điều trị hiệu quả các chứng bệnh. X Nhân với mô hình kết hợp ba nhà, nhà khoa học, nhà doanh nhân và nhà nông, tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh để tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng, tiêu biểu trong số đó là sản phẩm Diabetna. Với nghiên cứu của tiến sĩ Trần Văn Ơn, trưởng bộ môn thực vật Trường Đại học Dược Hà Nội về cây dây thiều canh năm 2006, chứng minh tác dụng hạ đường huyết an toàn, không có tác dụng phụ, tác dụng hạ cholesterol máu, điều hòa những rối loạn mỡ máu. Kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Ơn đã được chuyển giao độc quyền cho công ty Nam Dược để lựa chọn vùng trồng nguyên liệu có khí hậu thổ nhưỡng thích hợp, để cho dây thiều canh có hàm lượng hoạt chất cao và ổn định nhất tại hai tỉnh Nam Định và Thái Nguyên. Với dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới, nhà máy Nam Dược đã cho ra đời những sản phẩm đảm bảo chất lượng, không thua kém gì so với những sản phẩm nhập ngoại. Nguồn nguyên liệu đảm bảo đang là thế mạnh của Nam Dược so với việc sử dụng những dược liệu nhập từ nước ngoài với sự kiểm định không chặt chẽ. Hiện nay chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào thuốc Bắc, quá nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, chất lượng không được kiểm soát, giá cả bấp bênh. Trong lúc tiềm năng của thuốc Nam chúng ta là vô cùng to lớn, nó hiệu quả điều trị rất là cao. Và Nam Dược có đầy đủ cái niềm tin và đầy đủ cái nghị lực để mà theo đuổi con đường xây dựng đẳng cấp thuốc Nam. Trong vòng 3 đến 5 năm tới, Nam Dược sẽ xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh, chuyên nghiệp, đặc biệt là có khát vọng nằm trong xây dựng công ty để đưa công ty nằm trong top 3 công ty dẫn đầu về sản xuất đông dược tại Việt Nam. Diabetna đã được người tiêu dùng tín nhiệm và được bán rộng rãi tại tất cả các nhà thuốc trên toàn quốc. Vì có nguồn gốc thảo dược, lại được sản xuất bằng nguồn nguyên liệu trong nước, Diabetna là sản phẩm thảo dược dành cho người Việt điều trị bệnh tiểu đường. Như danh y Hải Thượng Lãn Ông nói, Nam Dược trị nam nhân, cây cỏ ở đâu thì trị được cho người ở đó.
cây cỏ trị bệnh cho người Việt Nam thì được trồng ở Việt Nam. Với phương châm tự hào thuốc Nam người Việt, Nam Dược đang làm tốt nhất những gì có thể để phát triển cây thuốc Việt Nam. Với định hướng phát triển nền y học cổ truyền và cây thuốc quý Việt Nam, Nam Dược muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn và hiệu quả, không quá đắt như hàng ngoại mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Mặc dù tôi không sử dụng sản phẩm đấy, nhưng mà trong gia đình tôi có người mắc bệnh đái tháo đường nên là tôi cũng có mua sản phẩm đấy về cho người nhà tôi dùng. Tôi muốn sản phẩm ngày càng chất lượng hơn và giá cả cũng cạnh tranh hơn. Chúng ta cùng quay trở lại cuộc trò chuyện với khách mời ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Minh Cùng. Thưa bác sĩ, qua phóng sự vừa rồi giới thiệu về một sản phẩm Diabet Na của công ty cổ phần Nam Dược, bác sĩ có đánh giá và nhận xét gì về sản phẩm này ạ? Thực sự mà nói thì khi lúc mà chúng tôi làm quản lý thì chúng tôi đã đi chỉ đạo và làm việc và thăm cái nhà máy Nam Dược ở Lập Định. Đây là một trong những nhà máy hiện đại nhất của Việt Nam về sản xuất nông nghiệp hiện nay. Như vậy, một sản phẩm mà ra lò từ một cái nhà máy có cái trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP của WHO và thế giới, của WHO và ASEAN để khẳng định đây là một cái sản phẩm mà được sản xuất ở một cái nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể xuất đi cả nước trên thế giới. Vấn đề thứ hai là cái sản phẩm này là nó là sản phẩm của một công trình nghiên cứu do tiến sĩ Trần Văn Ơn là chủ nhiệm bộ môn thực vật của trường Đại học Dược Hà Nội tiến hành, thì nghiên cứu về dây thiều canh, và trong cái đề tài ấy thì đã khẳng định, đã có kết luận là nó có tính hiệu quả đối với bệnh đái tháo đường. Thưa bác sĩ, dưới góc độ chuyên môn của mình thì bác sĩ có lời khuyên nào cho những người tiêu dùng khi họ sử dụng các cái sản phẩm dược phẩm trong nước nói chung ạ? Ta hãy làm những cái nhà tiêu dùng thông thái, nghĩa là phải chọn những cái sản phẩm mà được sản xuất bởi một cái công ty mà có danh tiếng, được khẳng định về thương hiệu và đặc biệt là được sản xuất bởi những cái công nghệ tiên tiến, những máy móc hiện đại mà đã được các cái cơ quan chức năng công nhận, ví dụ như nó đạt cái tiêu chuẩn GMP của WHO, GMP của ASEAN. Và như vậy thì khẳng định ở đây là sản phẩm được sản xuất tại một cái đơn vị có cái công nghệ tiên tiến. Thưa bác sĩ, vừa rồi thì chính phủ cũng ra một thông điệp là người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Bây giờ dưới góc độ là người tiêu dùng thì bác sĩ có chia sẻ gì về thông điệp này không ạ? Trong cái ngành của chúng tôi đều nhắc đến một cái câu mà của một cái đại danh y của ta, đấy là cùng Tuệ Tĩnh. Tuệ Tĩnh cũng nói một câu như này là Nam Dược trị Nam Nhân. Cái câu này là muốn nói là gì? Người Việt Nam thì dùng thuốc Việt Nam trị bệnh thì nó tốt ở đấy. Và cái câu nói ấy thì được nói rất lâu nhưng mà nó vẫn giữ nguyên giá trị. Và đặc biệt trong những cái giai đoạn hiện nay khi mà nền kinh tế thế giới nó có những cái khủng hoảng, rồi đất nước ta trong cái thời kỳ xây dựng đất nước, và đặc biệt là hưởng cái cuộc vận động của Đảng và nhà nước ta là người Việt thì dùng hàng Việt, thì chúng tôi thấy chúng ta đang sống trong một cái đất nước và rất nhiều dược liệu, chúng ta đang có hàng nghìn, phải nói là cái cây cỏ có thể làm thuốc, làm thực phẩm chức năng được, thì tại sao chúng ta lại không sử dụng cái sản phẩm của chúng ta? Cho nên sử dụng những cái sản phẩm này cũng là đóng góp cái tinh thần của mình, đóng góp cái sự yêu nước của mình, vừa chữa bệnh cho mình nhưng vừa rồi cũng thể hiện cái lòng yêu nước đối với tổ quốc, đối với quốc gia. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hưng Cùng với những chia sẻ rất là hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Chúc bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đái tháo đường đang là nỗi lo của không ít người, nhất là trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Không cần phải sử dụng đến các phương pháp tốn kém, bằng chính những loại thảo dược từ y học cổ truyền, quý vị có thể yên tâm điều trị căn bệnh này. Kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn, chắc hẳn quý vị sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa được các loại bệnh tật. Đất nước Việt Nam luôn tự hào có một lịch sử vẻ vang, bản sắc văn hóa truyền thống lâu đời. Hãy thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước bằng cách yêu mến và sử dụng các sản phẩm do người Việt Nam sản xuất. Chương trình Sức Sống Việt xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của chương trình.
tôi muốn sản phẩm ngày càng chất lượng hơn và giá cả cũng phải tốt hơn. Tại sao chúng ta lại không sử dụng sản phẩm đã nên sử dụng này cũng là đóng góp cái tinh thần của mình, đóng góp cái sự yêu nước của mình, vừa chữa bệnh cho mình nhưng vừa rồi cũng thể hiện cái lòng yêu nước của tổ.